sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hình như là nhầm ngày mùng 9 là phải, mùng 9 tháng Chạp âm lịch năm Ất Hợi này. Thì ngày năm nay nghĩ có hơi sớm một tí, là vì nếu mà mùng 9 mà mình thêm ra một tuần nữa đó thì nó tới 16, tức là nó qua ngày rằm tháng Chạp. Thì đối với các Phật tử có công việc buôn bán chăm lo việc Tết nhất, có vẻ quá bận rộn làm cho cái phân tâm, cái tâm nó phân tán, mà cái sự tiếp thâu nó không có tốt lắm, mà nó lại vất vả cho việc nhà, việc kinh tế, việc Tết nhất. Do vậy mà nghỉ trước hơi sớm một tí vào ngày mùng 9, tức là chủ nhật tuần tới này. Và xin thông báo ý thứ hai là chiều nay thì tôi còn trả lời những câu hỏi cho các Phật tử, cũng kể như là buổi tất niên ở bên văn phòng 2 của Trung ương Giáo hội, trụ sở văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, tức là Thiền viện Quảng Đức. Thì ở đây có câu hỏi, thôi thì câu hỏi này thì để chiều hỏi thì tốt hơn, là yêu cầu giảng về ngũ uẩn giai không và chứng minh cho biết rõ thế nào là ngũ uẩn giai không. Thế thì cái câu này nếu mà Phật tử hỏi đó thì chiều nay hỏi cũng được, chứ bây giờ thì coi như là đang nói về thanh văn thừa Phật giáo để chuẩn bị học kinh Pháp Hoa trở lại. Thì cái này có thể, nếu chiều cái vị này có đi là viết cái câu này để trả lời. Và bây giờ để tiếp tục về thanh văn thừa, kết nối kỳ trước mà đại chúng đã biết, thanh văn thừa cũng gọi là tiểu thừa. Mà đối với kinh Pháp Hoa thì các vị đọc tụng, các vị nếu mà đọc nghĩa đó, đọc nghĩa thì kỳ này tôi viết cái bộ kinh Pháp Hoa lại lần này tương đối là hoàn chỉnh đó, là tôi có để cái phần là gọi là đề cương cái kinh văn, chứ không trọn vẹn dịch từng câu từng nghĩa sát chữ hán của bộ kinh, mà là mình viết cho cái văn nó gọn, mà mình có lược bớt những cái phần như là phần trùng tụng, tức là Đức Phật lặp lại cái ý nghĩa đó một lần nữa, cái phần đó lược chỉ cái đoạn đọc cần thiết để cần có giải thích thêm trong cái phần thâm nghĩa thì tôi mới viết những cái bài trùng tụng, còn bằng không là kinh văn. Các vị thay vì là đọc toàn bộ kinh như là những cái nghi lễ mà đọc tụng từ lâu nay đó, thì các vị mà thích tìm hiểu tư duy để thực hành hơn là đọc tụng bằng nghi lễ, thì các vị ngồi mà đọc, thậm chí nằm ghế bố thoải mái mà đọc, các vị sẽ nắm lấy
từng ý từng đoạn rất là rõ ràng. Đối với tôi nói như vậy, các bậc tiền bối mà gọi là kiến thủ, tức là bảo thủ ý kiến theo luật nghi mà, thì các vị tiền bối có thể rầy tôi được đó. Là vì hồi xưa mà đối với kinh điển á, mà cầm bộ kinh rất là kỹ, càng cầm đưa ngang trán chứ không được cầm ở dưới trán nữa. Kiểu như hồi xưa mà cái chế độ của Nho giáo, cái người dâu mà bưng đồ ăn cho cha mẹ chồng phải gọi là cử án tề mi, tức là cung phụng đồ cha mẹ là bưng ngang trên bàn. Thành ra là bưng cầm bộ kinh đi đọc tụng cũng phải quý như vậy. Rồi trước đó phải rửa tay, rửa mặt, xúc miệng đàng hoàng. Đó là cái cách là nói theo các bậc tiền bối mà y theo gọi là luật. Luật thì nói đúng là cũng của các ông tổ khó tánh bày ra. Cái đó thuộc về oai nghi chứ không phải là giới. Giới là những điều răn cấm là của Phật dạy để ngăn chừa những cái việc ác của thân khẩu ý, là thuộc về giới. Còn cái oai nghi mà cung kính như vậy là của những vị tổ quá tôn trọng kính Phật pháp mà đề ra cái cách mà cung kính như vậy. Còn như tôi bây giờ đó thì là cái thời đại nó có cái vẻ là nào là dân chủ, nào là tự do, nào là khoa học, nào là văn minh, nó bớt những cái sự gò bó. Cho nên tôi mới nói như vậy, nghĩa là các vị không cần phải trịnh trọng lắm đâu, mà có thể tìm cái cách nào đó, hoặc nằm hoặc ngồi, miễn là đừng khinh thị vô lễ, mà làm thế nào để đọc được cái bộ kinh với một cái tâm hồn thoải mái, và đọc được những cái đoạn kinh hay, mình nuốt đi từng chữ, từng lời, từng ý, mà mình nhớ được cái thâm ân vô cùng thẳm thâm của Đức Phật, thì theo tôi là cỡ đó là được rồi. Chứ không nhất thiết phải trịnh trọng quá, cái người lớn tuổi yếu sức cũng không làm được. Cái nhà của người ta không có cái điều kiện thờ một bàn Phật trang nghiêm thì chỗ đâu mà để kinh mà đọc. Do vậy cho nên tôi đề nghị với toàn thể đại chúng, các vị môn đệ hiểu, không cần phải nghi lễ trịnh trọng, mà bằng cách nào đó các vị đọc từng lời từng chữ mà thấy những đoạn thấm thía tâm đắc, có thể là lấy viết mà gạch đỏ cũng không sao. Sau đó là các vị đọc cái phần thâm nghĩa để tôi phân tích về cái ý tứ của cái đoạn kinh trên, rồi nhận thức lấy cái ý tứ, cái nghĩa lý sâu sắc Đức Phật muốn dạy cho ta cái gì, để mà ta thực hành, để mà ta cố gắng sống theo cái lời dạy đó, gọi là văn như tư, tư như tu. Cho những người mà không thích về hình thức nghi lễ của tôn giáo, mà như tôi nói với đại chúng nhiều lần, thật sự với người có tâm hồn tôn giáo, có cái nhìn bằng cặp mắt tôn giáo, thì đạo Phật là tôn giáo. Nhưng mà nếu mà có những người tình nhìn bằng cặp mắt triết học, tìm hiểu nguyên lý của vũ trụ, thì người ta nhìn giáo lý đạo Phật là triết học, là một nền triết học. Mà người nhìn Phật giáo bằng cặp mắt của những cái nhà khoa học phân tích chi li và chứng minh cụ thể, thì giáo lý đạo Phật cũng có thể là duy vật biện chứng, đạo Phật cũng có thể là khoa học thực nghiệm. Do vậy cho nên là cái việc mà đọc tụng cốt là để học, để tư duy, để hiểu, để hành. Cho nên là
Cái bộ kinh tôi soạn ra lần này đó, nó có cái phần nguyên văn, thay vì đọc như lâu nay nó tốn nhiều thì giờ mà phải nghi lễ đó mà. Bây giờ các vị cứ thoải mái mà đọc. Sau này mà nếu mà Phật mà có hỏi sao các người xem kinh ta mà không mặc áo lễ, không đốt hương trầm, không đem trước mặt ta mà đánh mỏ đánh chuông để đọc, thì cứ nói rằng ông Pháp Sư Tự Thông ông bảo con làm như vậy. Nếu mà Thế Tôn có bắt tội thì sẵn sàng con sẽ kêu ông lại chịu trách nhiệm hoàn toàn. Mà điều đó tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngay bây giờ đây tôi nói như là Thế Tôn vẫn nghe cơ mà, vẫn nghe. Thế thì là cần gì phải tới chuyện đó mới kêu tôi mới chịu trách nhiệm chứ. Như là Thế Tôn đã nghe, bởi vì Pháp Thân Phật là Tỳ Lô Giới Na là biến nhất thiết. Bởi vì nước xứ thì có chỗ nào mà không có Ngài chứ. Thì đó là một cái ý mà tôi đề xuất các vị học kiểu như vậy. Bây giờ để chuẩn bị thì phải học tiếp cái thanh văn thừa. Thanh văn thừa cũng tức là tiểu thừa. Tiểu thừa đối với đạo Phật là có ba cái thừa quan trọng mà được liệt vào, ta gọi là cái quả ban đầu tiên của cái thanh văn thừa, ta gọi là cái quả dự lưu. Dự lưu là những cái người này được kết nạp vào trong cái hàng danh sách của những bậc thánh nhân, tức là cái quả tu đạo hoàng. Thành ra là trong Phật giáo là có ba thừa là được kể là chính thức đứng vào hàng ngũ quan trọng của đạo Phật, là thanh văn thừa, duyên giác thừa và đại thừa, tức là Bồ Tát thừa. Còn như nhân thừa và thiên thừa mà tôi đã trình bày cái lần đầu, cái đó nó thuộc về cái vòng ngoại phàm. Ngoại phàm tức là nó chưa được kết nạp vào cái hàng ngũ của những bậc thánh và hiền. Cũng giống như nhân dân Việt Nam đó, nó có mấy triệu đảng viên được vào đảng Cộng sản, còn bao nhiêu người khác không được vào đảng. Vào đảng mới được dự học những cái điều cốt tủy, đường lối chủ trương rộng rãi và sâu xa của đảng. Còn người ngoại nhân cũng được sống trong xã hội đất nước Việt Nam, nhưng mà những cái sâu xa, những cái cốt lõi để mà cầm nắm dựng mối đà về đất nước đó là, thì những người này không có nghe sâu được, không có điều kiện để nghe sâu, và cũng chẳng có cái người để nói cho mình nghe, mình hiểu kỹ và sâu sắc về những cái bí mật, những cái thâm sâu của đường lối của đất nước. Thì đạo Phật cũng y như vậy. Chừng nào được cái quả dự tu đạo hoàng thì nó mới đứng vào cái hàng ngũ của tiểu thừa. Mà ngũ tiểu thừa về quả tu đạo hoàng là cái quả đầu tiên, gọi là quả nhập lưu, coi như được kết nạp, gọi là nội phàm. Cũng là phàm, phàm phu, nhưng mà nội phàm. Còn như là nhân thừa, thiên thừa cũng là phàm phu, nhưng mà ngoại phàm. Đại để là về phương diện tương đối tập, ta chia sẻ về đẳng cấp, về cái giá trị giác ngộ giải thoát là như vậy. Thế thì hôm đó các vị nghe về cái nguyên do mà nó làm cho con người, hay là nói chung cho cái từ của Phật học là cho tất cả chúng sanh mà luân hồi xoay chuyển mãi trong lục đạo,
trời người Atula quỷ súc sanh và địa ngục, là tham sân si mạng nghi ác kiến. Ác kiến chia làm năm, tầm đó thân kiến, biên kiến, và kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Đó là những cái căn bản để sanh ra mọi thứ phiền não, là nguyên nhân để mà rớt, mà lọt ở trong lục đạo luân chuyển sinh tử, mà gọi đó là lục đạo luân hồi. Còn cái người mà học đạo mà ngang có cái quả thanh văn, mà cái tận cùng của cái thanh văn thừa là cái quả vị a la hán đó, thì người ta do học nhận biết được chân lý. Từ cái chỗ nhận biết được chân lý cho nên đã biết được cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý, cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là chơn, cái nào là ngụy, cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là giải thoát, cái nào là truyền thuộc, là phiền não vô minh. Do học và nhận thức như vậy cho nên người ta mới diệt trừ được những cái phiền não mà gọi chung là kiến tư hoạt đó. Thì do việc đó, kiến tư hoạt là nguyên nhân để sinh ra mọi thứ đau khổ luân hồi trong ba cõi, trong tam giới, trong lục đạo, thì nó không có đau khổ vậy thôi. Giống như tuần trước tôi nhớ tôi có nói, một cái chảo nước đường sôi sùng sục nóng vô cùng mà muốn cho nó nguội đi để múc uống thoải mái lúc nào cũng được, thì phải rút hết lửa củi ở dưới cái đít chảo của cái chảo đường đó. Cái nguyên nhân luân hồi trong lục đạo khổ đau này là kiến tư hoạt. Mà biết được kiến tư hoạt là nguyên nhân của lục đạo luân hồi luân chuyển khổ đau, người ta quá giải, người ta dịch từ đó. Thế thì tự nó dịch đi cái nguyên nhân thì quả nó không có. Đó là cái cách cũng gọi là chứng minh đó, là nó như vậy. Rồi bây giờ tôi nói tới cái quả quả la hán nữa nè. Quả la hán là quả gì? A la hán người ta dịch nó có ba nghĩa, là ứng cúng. Nghĩa thứ nhất là ứng cúng, nghĩa thứ hai là sát tặc, nghĩa thứ ba là vô sanh. Cái nghĩa sát tặc, chứ tặc là giặc. Tất cả những cái tham sân si mạng nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, gọi chung là kiến tư hoạt đấy. Đối với đạo Phật phải gọi nó là giặc đấy. Nó là cái loại phiền não tặc, nó là những cái loại giặc phiền não. Vì giặc ở bên ngoài, giặc cướp ở bên ngoài, nó có thể cướp đất, cướp nước, cướp tài sản, cướp sinh mạng của mọi người. Thì những cái loại như vậy gọi đó là những cái loại giặc, quân giặc. Còn tham sân si mạng nghi ác kiến là những cái loại đó, nó cướp tất cả những cái công đức lành, nó cướp mất đi sự an vui, sự giải thoát, sự hạnh phúc của con người. Vì vậy mà kiến tư hoạt tham sân si mạng nghi, những cái thứ đó gọi đó là tặc, là những cái tên giặc cướp đi hạnh phúc, an vui và phước đức trí tuệ. Thế thì thành a la hán là cái chữ a la hán là phải có cái nghĩa sát tặc. Vì vậy cho nên đệ tử Phật chúng ta
trên bước đường tu hành là chúng ta luôn luôn là phải để ý chúng ta là người chiến sĩ đi giết những cái giặc phiền não. Người nào giết được giặc nhiều thì người đó được công lớn đối với đất nước, phong tặng quân chương cấp 1, hạng 1, hạng 2, hạng 3. Những quân chương cao nhất là do người giết giặc được nhiều nhất. Còn huy chương bằng khen là những người giết giặc ít hơn. Thế thì là trên cái phương diện là làm một người đệ tử Phật là người chiến sĩ giết giặc phiền não cũng vậy. Người nào mà triệt tiêu được tham sân si mạng nghi ác kiến, thân kiến, biên kiến và kiến kiến hội giới cánh thủ, kiến trụ hoặc này, mà dùng được toàn bộ, coi như đánh toàn thắng, thì thành tựu được cái quả vị là A-la-hán, là người sát đặc đệ nhất. Do vậy mà được cái công lao trọng thưởng là cái địa vị thứ hai, cái tên thứ hai là ứng cúng. Ứng cúng là được người cúng dường, trời cúng dường. Vì người cúng dường cái người này, trời cúng dường cái người này sẽ lãnh hội được cái lời giáo hóa do cái kinh nghiệm bản thân của vị đó đã từng là chiến sĩ sát đặc dạy dỗ cho, truyền đạt cho cái phương cách giết giặc phiền não như thế này, như thế kia, như thế nọ để đem lại thành công mà người đó đã làm nên sự nghiệp rồi. Vì vậy cho nên là chỉ ứng cúng, có nghĩa là người và trời cần phải cúng dường những bậc A-la-hán để mà thọ giáo, mà học lấy cái kinh nghiệm trên cái bước đường giết giặc quyền não để tiến tới cái thành đô Bồ Đề Niết Bàn Phật. Do vậy nên chỉ A-la-hán có nghĩa là sắc tặc và ứng cúng, hai nghĩa đó đó. Ứng cúng là được người và trời cúng dường. Nhưng mà nói là nói cho rõ, người và trời cúng dường để mà thọ giáo, để mà học lấy những cái kinh nghiệm bản thân mà người đó đã từng lăn lóc trong chiến trường và thành công rực rỡ, phải học theo cái chiến thuật, cái chiến lược mà người chiến sĩ đã làm và đã thành công, đã vận dụng và đã thành công. Chứ không phải ứng cúng là để cúng cho mình lại rồi thôi đâu nha. Cúng bất cứ là cúng cho ai, cúng rồi lại rồi thôi đó. Thì đạo Phật không có dạy cái kiểu cúng như vậy đâu. Ứng cúng để mà thọ giáo, để mà học hành, để làm theo. Tôi nhắc tới nhắc lui những cái điều đó, đó là vì cái quân tập lâu đời của người Phật tử, gọi là Phật tử mà trong cái bước đường học đạo đó, không có cái điều kiện, không có môi trường để học kỹ về chánh pháp, cho nên tự nhận mình là cái người có đạo, tin trời, tin quỷ thần, trong đó có tin Phật. Mà cái tin Phật thì không có hiểu gì bao nhiêu kinh điển hết, thậm chí không có học gì hết. Còn có 90-95% là tin trời, tin quỷ thần, với cái kiểu mà tin thần quyền, tin những đấng siêu nhân siêu nhiên có quyền ban phước, có quyền giới họa. Do vậy mà đa số mắc phải ở trong cái vòng tín ngưỡng mà không có vận dụng lý trí, cho nên cái việc cúng và cái việc lại đó nó thâm sâu, thâm căn cố đế trong lòng của những người tự nhận là Phật tử mà chưa có điều kiện học Phật, là đều là như vậy hết.
Cho nên tôi nhấn mạnh cái chỗ này là để nói với toàn thể đại chúng là ứng cúng, là những vị A-la-hán là người ứng cúng, là cúng dường những vị đó để mà cầu học những vị đó qua cái kinh nghiệm trên con đường chiến đấu diệt vật phiền não của họ mà họ truyền đạt cho mình. Rồi mình làm theo, mình cũng trở thành người chiến sĩ liệt oanh như vậy, để cũng chiến đấu phiền não vô minh, để rồi mình cũng trở thành người sắc đặt, người ứng cúng như vậy, chứ không phải lại lục cầu nguyện gian sinh ở nơi cái người có phước đức mà họ cho phước đức mình. Chỗ đó là cái chỗ khó đó, hoài mà cũng dễ gì thâm nhập. Cái nghĩa thứ ba của cái chữ A-la-hán là vô sanh, là cái nghĩa vô sanh, nghĩa là cái người này học chánh pháp, hành chánh pháp, tư duy chánh pháp, quán triệt được cái giáo lý Phật dạy là vạn pháp bất sanh và bất diệt. Chữ vô cũng như chữ bất vậy, vô sanh cũng như bất sanh, bất sanh bất diệt, ta nghe nó dễ hiểu hơn là vô sanh vô diệt, chứ nó cũng giống như vậy. Quả là hơn thì dịch như thứ ba là vô sanh. Người này nhận thức được cái chân lý rằng là vạn pháp vô sanh, nghĩa là vạn pháp sanh, không có thật sanh. Vạn pháp diệt, không có thật diệt. Mà sự sanh diệt của vạn pháp y như những đợt sóng mòi bong bóng bọt, sanh diệt diệt sanh, những cái hữu cùng luôn luôn là sanh diệt diệt sanh trên cái bản thể của nước biển phẳng lặng vô cùng. Do đó cho nên sanh không có gọi là thật sanh, mà nó tan biến, sóng mòi tan biến bất cứ lúc nào, phẳng lặng hoàn toàn khi điều kiện, không có điều kiện gió. Và khi mà nó vắng lặng gọi là diệt, không có thật diệt, chẳng qua là hiện tượng trở về thể nhập với bản thể. Do cái chỗ mà nhận thức được vạn pháp không thật sanh không thật diệt, cho nên cái người A-la-hán á, cái tâm đắc mà là quan trọng của họ là cái vấn đề phá trừ được cái ngã chấp. Họ không có chấp ngã được, họ thấy được cái sự sanh diệt, diệt sanh của các pháp là không thật sanh, cho nên diệt cũng không có thật diệt. Cho nên là vấn đề sống chết họ không có sợ sệt hãi hùng, vì biết rõ rằng nó là những cái hữu cùng, nó ẩn chìm, nổi chìm ẩn hiện trên cái mặt biển vô cùng vậy thôi. Đó, cho nên là ta có cái tự tại, ta được tự tại là nhờ nhận thức được vạn pháp là vô sanh. Cho nên chúng ta bây giờ cố gắng mà nhận thức được cái đó thì chúng ta mới có thể có an lạc thật sự. Chứ nếu mà chúng ta không nhận thức được cái chân lý vạn pháp vô sanh thì chắc chắn là cái ý niệm chấp ngã muôn đời vẫn còn, chấp pháp muôn đời vẫn còn. Mà cái ý niệm chấp ngã chấp pháp mà nó còn khư khư thì không có cái cách nào để được giải thoát, nghĩa là không có niết bàn bao giờ. Mà cái ý niệm chấp ngã chấp pháp mà khư khư mà còn nguyên trên đường tu hành thì lẽ tất nhiên là cái bồ đề cũng không hề có. Bồ đề tức là cái đỉnh cao của trí tuệ,
Bởi vì nếu mà người đã có trí tuệ thì cái người này đã nhận thức được cái chân lý là lòng vô ngã vô pháp rồi, hoặc là nhận thức trọn vẹn, hoặc là nhận thức 50, 70, 80, 90% tùy theo đó mà có sự an lạc, sự giải thoát. Nhưng mà nếu mà ngã pháp còn nguyên, ý niệm chấp mắt còn nguyên, thì coi như là cái việc mà gọi là tu hành của mình giàu có trang nghiêm, giàu có cung kính, giàu có lại lục, giàu có sùng kính thế nào, cái kết quả không có gì hết. Vì giáo lý của đạo Phật, đạo Phật xuất hiện ở đời không phải để cho người ta lại lục, cầu nguyện và van xin. Các hàng đệ tử Phật cũng như nãy vừa nói, chỉ là người xác thật, chỉ là người nhận thức được dạng pháp vô sanh. Do vậy mà ứng cúng là để cho chúng sanh làm cái cơ sở phước điền và truyền đạt những cái phương pháp giải thoát giác ngộ cho chúng sanh, chứ không phải là cái người để cho mọi người cung kính, để lại lục, để mà phù hộ đâu. Cái chữ phù hộ trong đạo Phật không có. Cầu mong cho thánh này thần kia phù hộ đó, cái chữ đó không có. Thật sự đạo Phật không có, mà là của cái đạo khác, của cái tư tưởng của những cái tôn giáo như đạo giáo bình dân, mà ta tin ở đây cái thế lực của tha nhân, thì nó quen đi là gian giái khấn cầu là cầu cho phù hộ. Cái đạo Phật là không có chữ đó. Đạo Phật là cái bằng nhất thiết chư Phật sở hội niệm, chẳng hạn như kinh Di Đà nó gọi là kinh nhất thiết chư Phật sở hội niệm. Nhân đó tôi nhắc cái chữ đó Phật tử để ý đấy nha, cái kinh Di Đà đó: hằng hà sa số chư Phật các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành Phật ngôn nhữ đẳng chúng sanh đường tính thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Tất cả chúng sanh đều nên khen ngợi xưng tán cái kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Kinh Di Đà nó có cái tên khác là vậy đó, kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, có nghĩa là người nào mà tu hành mà niệm Phật mà chuyên tâm thanh tịnh rồi á, thì là tất cả chư Phật, được tất cả chư Phật hộ niệm. Là vì sao vậy? Là vì cái niệm Phật mà chuyên tâm mà hoàn toàn thanh tịnh rồi đó, không còn phiền não vô minh á, thì cái tâm thanh tịnh của mình cùng với cái tâm thanh tịnh của chư Phật mười phương là một thứ. Nó giống như là cái ngọn đèn này là một ngọn đèn, mà tất cả ngọn đèn khác sẵn có rồi mà trang bị cái phân phu và cái bóng đèn giống nhau đều là tốt hết rồi, thì tất cả nhân một lần dư điện một công tắc thôi, thì tất cả đèn đều sáng bừng ra trong cái nhà này, nó hòa tan chung hợp với nhau mà không còn có ranh giới. Cho nên là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm là vậy đó. Cái kinh A Di Đà, người nào mà tu theo đó mà nhất tâm niệm Phật sanh định rồi là được tất cả chư Phật trong mười phương đều hộ niệm. Nói hộ niệm chứ không phải là các Phật đi nghe rồi biết rồi tụ lại mà hộ niệm cho mình đâu. Nhưng mà cái tâm thanh tịnh của chư Phật mười phương cùng với cái tâm thanh tịnh của mình y như là cái bóng đèn này, ánh sáng của đèn này là 1000 bóng, mà nếu bóng nào cũng đều trong, đều sáng, đều mạnh, đều giống nhau, ấn nút một công tắc một ở chỗ cái cầu giao chất ấy, là tất cả bóng đèn trái một lượt một và ánh sáng hòa chung mà đố ai phân cách riêng ra được. Hộ niệm của Phật là hộ niệm kiểu đó, đó. Tâm mình và tâm Phật là một thứ, là đương nhiên là nó thành ra hộ, gọi là hộ niệm.
và đem đèn cứ để đây, cứ bấm công tắc, bấm 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 1000 bấm thì 1000 ánh sáng đó bố ai phân tách riêng ra được. Tâm thanh tịnh rồi thì mười phương chư Phật hộ niệm cũng y như vậy, đem 1 tỷ bấm đóng cầu giao lên 1 lượt, mở công tắc cho sẵn đóng được giao 1 lượt thì 1 tỷ cái ánh sáng, ánh sáng của 1 tỷ cái đèn hòa tan chung trong một cái vùng mênh mông mà đâu ai phân tách ra được. Nghĩa là tâm ta và tâm Phật là một tâm, do vậy mà nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Người nào tu hành theo kinh đó là được nhất thiết chư Phật sở hộ niệm bằng cái kiểu tâm ta và tâm Phật dung hòa nhau. Do vậy mà có những vị tiền bối đó, ta gọi là niệm Phật là niệm tâm, mà niệm tâm tức là niệm Phật. Niệm Phật là niệm cái tâm thanh tịnh của mình, mà niệm được cái đó cho nó thành trở thành thanh tịnh là cái đó tức là niệm Phật đó. Cho nên là bữa hổm mà tôi đi thăm một bà Phật tử, cũng có việc là tình cờ bỏ tôi cái phương pháp tu nào mà thành công hữu hiệu, niệm Phật nào, thì tôi thì nói là nói thẳng thôi, nói theo ý của mình. Tôi nói niệm Phật nào cũng được, Phật Di Đà cũng được, Thích Ca cũng được, Dược Sư Lưu Ly cũng được, Tỳ Xá Phù, câu Lưu Tôn, câu nào mà hô, câu nào Mô Ni, tên Phật mà các vị đã từng nghe biết trong kinh Tam Thiên Phật 3000 hiệu Phật mà các vị đọc, thì muốn niệm Phật nào công đức giá trị cũng bằng nhau. Nhưng mà điều cái niệm như vậy đó nó không có cái công đức lớn lao, cái lợi lớn đâu. Cho nên đừng có lựa cái tên Phật mà niệm, không có cái tên ông nào trúng hết á. Tôi nói ví dụ như mình niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, thì cách đây 25 năm có trước tôi nói niệm A Di Đà Phật là sai, mà phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mới trúng. Vậy thì chẳng lẽ cả ngàn năm nay mình niệm A Di Đà Phật như là tức lắc hết rồi sao? Rồi niệm A Di mới trúng hay sao? Rồi bây giờ cái vị này đề xuất là niệm Nam Mô A Di mới trúng, vậy thì mấy cái ông người qua đó niệm Nam Mô A Di Đà A Di Đà Phù, A Di Đà Phù tức là Phật A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì là ông Phật ông biết đường đâu ông nghe. Cho nên niệm tên nào cũng được, mà không có tên nào trúng Phật hết. Cũng được là tại sao cũng được, không trúng mà cũng được là sao? Tôi nói cách nghĩa, tôi nói ví dụ như bây giờ ở đây là nó 10 món đồ để trước mặt này, 20 món, 100 món. Mà nếu mà cái người mà quan sát, mà nghĩa là quan sát mà lướt qua cái 100 món vậy thì không có cái nào mà mình thấy rõ, biết rõ được hết. Mà cái tâm của mình cũng không có chú ý cái nào ở trọi trơn. Thế thì mình đánh giá cái giá trị của cái nghệ thuật, cái công dụng của cái đồ vật đó không có rõ ràng, vì cái tâm mình phân tâm và tán loạn mà. Thế thì là bây giờ ví dụ như mình nói giờ mình ra một cửa hàng mở là cái bằng là mấy cái shop đó, ha, cửa hàng bán đủ thứ vật. Mà nếu mình nhìn cả 100 món đồ thì mình thật sự mình có mua được cái nào mà tốt đẹp gì? Mà nếu như mình nói mình muốn mua cái bình thủy, bình thủy, bình thủy, bình thủy, bình thủy trong đầu mình đó, rồi tâm tâm mình mua cái bình thủy thì chắc chắn là cái bình thủy đó là lựa thứ hạng nhất rồi.
để chi? Cho nên niệm Phật để chi? Để là cốt là nó lung tung lang thang, ta gọi là tán loạn, tinh thần tán loạn. Thì bây giờ muốn nó tập trung, bây giờ đây này nói cái đây, bây giờ bà nó cứ nhìn đâu đấy, cái ly, để cho nó bỏ đi cả mấy chục cái khác ở trên cái bàn này. Đó là cái phương tiện để ta gom vào lại chỗ cái ly mà thôi. Cho nên gọi là cái ly nó cũng tập trung được. Mà nhìn như bên đây nó là bình bông, thì nó cũng quên hết mấy chục cái kia mà nó tập trung lại cái bình bông. Thế thì là cái công việc mình niệm danh hiệu Phật đều có lợi ích. Mà lợi ích ngang ngang với cái cỡ là để nó bỏ đi 99 cái khác, mà chuyên chú tư duy cần một cái mà mình đang cần, để mình cổ cái tâm mình vậy thôi. Do vậy cho nên niệm Phật nào, danh hiệu nào cũng được. Nhưng mà không có danh hiệu Phật nào là trúng như danh hiệu Phật thiệt hết. Nó là cái phương tiện để cổ cái tâm mình, để cho nó trú, để nó an, để mà xóa đi cái phiền não vô minh mà mình hàng ngày mà mình chạy theo nó, thông qua cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thông qua cái tham sân si mạng nghi ác kiến phẫn hận phu não tật xa, nó lung tung như vậy, nó quên hành mình như vậy. Bây giờ mình đưa nó vào một câu niệm Phật, cái ý nghĩa của nó là vậy. Do vậy cho nên tôi cho rằng bà đừng có hỏi tôi niệm Phật nào, tôi không muốn bà niệm Phật nào đó. Mà tiền bối người ta nói niệm Phật là niệm tâm niệm Phật, tham thiền là tham tánh, tánh tham thiền, có nghĩa là tham thiền là tham cái tự tánh thanh tịnh của mình. Mà cái người nào mà tham tự tánh thanh tịnh của mình mà thấy được cái tự tánh của mình vốn là thanh tịnh chứ không có vô minh thiền nào, rồi mình sống đúng hợp hợp với cái tự tánh thanh tịnh đó là người chính thiền. Niệm Phật là niệm cái tâm thanh tịnh, gọi là cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú mà trụ được ở nơi đó, đó là niệm tâm đó, tức là niệm Phật vậy. Bây giờ tôi nói một cái khác cho bà dễ hiểu hơn nữa, là bà khỏi cần nhớ tới niệm Phật niệm tâm dễ thải, bà nhớ một việc, một cái từ gọn là cái bằng như nguyễn tam ma đề. Chứ tam ma đề ta dịch là chánh định hay là chánh quán. Như nguyễn nghĩa là bà để cái tâm luôn luôn trong ngày đêm đời sống của bà nhìn sự vật hiện tượng từ người cho tới cảnh vật đều không có chân thật, không bền chắc. Cho nên tập xem nó nhẹ, xem thường, xem khinh, xem dễ dàng, đừng có thắc mắc với một việc gì. Hiện giờ tôi biết bà đang khổ sở vì con chứ gì, thì tôi xin nhắc rằng tất cả những cái hiểu biết khôn ngoan của người cha mẹ đem dạy cho con, điều đó là đúng. Nhưng mà con nó nghe trọn thì cha mẹ bằng lòng, mà cũng tin tưởng rằng cái lời cha mẹ dạy để sau này cho con cái nó nên người, nên sự nghiệp. Mà nếu nó nghe được 50% cũng an ủi, mà nó nghe 30% sau này nói nào thì cái lỗ lã đó tự của nó làm, nó chịu mà thôi, đừng đau khổ vì nó. Cổ nhân người ta nói như tôn tự hữu, như tôn phước mạt bả, như tôn tác mã ngu. Con cháu tự nó có cái phước của nó, đừng vì nó mà làm trâu ngựa để mà hy vọng và gánh vác trọn cuộc đời cho nó. Cho nên dạy con được thì cũng mừng, mà dạy nó không nghe thì coi nhẹ coi thường. Mà tự nhớ rằng ta năm nay 70 tuổi, nếu các ngươi mà thành tựu nên người tốt đẹp thì ta cũng sống một vài 3-4 năm, cho 10 năm là tối đa nữa cũng được, cũng là khó đấy. Nhưng mà nếu các ngươi mà làm có tác bại lắm thì là có nghèo đi nữa, là với một ngày mà ăn một chén rưỡi cơm này á, cái tiền của mà hiện giờ bà đang nhúng nhúc đó,
dư sức để bà ăn một ngày nữa trên cơm, sống cho tới 5 năm, 10 năm. Thế thì là chuyện gì mà phải đau khổ những cái sự dạy dỗ mà nó không nghe? Thí dụ vậy. Do vậy cho nên nói cho con cái phải nhẹ nhàng, đừng có thèm giận, đừng có thèm buồn, đừng có thèm lo lắng về tương lai của nó. Đối với sự nghiệp này, ta gần chết tới nơi rồi, cái nhà của ta ở vừa mới làm lại không có dột, cho nên không bao giờ lo lắng sợ sệt gì cái sự nghiệp nó nữa. Thế thì là cứ cởi mở tâm hồn, coi như sống chơi thoải mái bình thường, xem khinh tất cả, xem nhẹ tất cả, và sẽ có an lạc. Đó là cái cách của tôi nói như vậy. Bởi vì tôi truy nguyên cái cuộc đời, bằng hết rồi, của tất cả chúng ta, nói chung là của nhân loại. Tôi không biết được bao nhiêu người mà tư duy về vấn đề đó. Thật sự ra cái nguyên nhân mà nó làm cho người ta khó, chúng ta phải rửa tay, rửa mặt, súc miệng đàng hoàng. Đó là cái cách là nói theo các bậc tiền bối và y theo gọi là luật. Luật thì nói đúng là cũng của các ông tổ khó tánh bày ra. Cái đó thuộc về oai nghi chứ không phải là giới. Giới là những điều răn cấm là của Phật dạy để ngăn chừa những cái việc ác của thân khẩu ý, là thuộc về giới. Còn cái oai nghi mà cung kính như vậy là của những vị tổ quá tôn trọng kính Phật pháp mà đề ra cái cách mà cung kính như vậy. Còn như tôi bây giờ đó thì là cái thời đại nó có cái vẻ là nào là dân chủ, nào là tự do, nào là khoa học, nào là văn minh, nó bớt những cái sự gò bó. Cho nên tôi mới nói như vậy, nghĩa là các vị không cần phải trịnh trọng lắm lắm đâu, mà có thể tìm cái cách nào đó, hoặc nằm hoặc ngồi, miễn là đừng khinh thị vô lễ, mà làm thế nào để đọc được cái bộ kinh với một cái tâm hồn thoải mái, và đọc được những cái đoạn kinh hay, mình nuốt đi từng chữ, từng lời, từng ý, mà mình nhớ được cái thâm ân vô cùng thẳm thâm của Đức Phật, thì theo tôi là cỡ đó là được rồi. Chứ không nhất thiết phải trịnh trọng. Trịnh trọng quá cái người lớn tuổi yếu sức cũng không làm được. Cái nhà của người ta không có cái điều kiện thờ một bàn Phật trang nghiêm thì chỗ đâu mà để kinh mà đọc. Do vậy cho nên tôi đề nghị với toàn thể đại chúng, các vị môn đệ hiểu, không cần phải nghi lễ trịnh trọng, mà bằng cách nào đó các vị đọc, đọc từng lời từng chữ mà thấy những đoạn thấm thía, tâm đắc, có thể là lấy viết mà gạch đỏ cũng không sao. Sau đó là các vị đọc cái phần thâm nghĩa để ta phân tích về cái ý tứ của cái đoạn kinh trên, rồi nhận thức lấy cái ý tứ, cái nghĩa lý sâu sắc Đức Phật muốn dạy cho ta cái gì, để mà ta thực hành, để mà ta cố gắng sống theo cái lời dạy đó, gọi là văn như tư, tư như tu. Cho những người mà không thích về hình thức nghi lễ của tôn giáo, mà như tôi nói với đại chúng nhiều lần, thật sự với người có tâm hồn tôn giáo, có cái nhìn bằng cặp mắt tôn giáo, thì đạo Phật là tôn giáo. Nhưng mà nếu mà có những người tình nhìn bằng cặp mắt triết học, tìm hiểu nguyên lý của vũ trụ, thì người ta nhìn giáo lý đạo Phật là triết học, là một nền triết học. Mà người nhìn Phật giáo bằng cặp mắt của những cái nhà khoa học phân tích chi li và chứng minh cụ thể, thì giáo lý đạo Phật cũng có thể là
là di vật biện chứng. Đạo Phật cũng có thể là khoa học thực nghiệm. Do vậy cho nên là cái việc mà đọc tụng cốt là để học, để tư duy, để hiểu, để hành. Cho nên là cái bộ kinh tôi soạn ra lần này đó, nó có cái phần nguyên văn thay vì đọc như lâu nay nó tốn nhiều thì giờ mà phải nghi lễ đó mà. Bây giờ các vị cứ thoải mái mà đọc. Sau này mà nếu mà Phật mà có hỏi rằng các người xem kinh ta mà không mặc áo lễ, không đốt hương trầm, không đem trước mặt ta mà đánh mỏ đánh chuông để đọc, thì cứ nói rằng ông Pháp Sư Tự Thông ông bảo con làm như vậy. Nếu mà Thế Tôn có bắt tội thì sẵn sàng con sẽ kêu ông lại chịu trách nhiệm hoàn toàn. Mà điều đó tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngay bây giờ đây tôi nói như là Thế Tôn vẫn nghe cơ mà, vẫn nghe. Thế thì là cần gì phải có chuyện đó mới kêu tôi mới chịu trách nhiệm chứ. Như là Thế Tôn đã nghe, bởi vì Pháp Thân Phật là Tỳ Lô Giới Na là biến nhất thiết. Bởi vì nước xứ thì có chỗ nào mà không có Ngài chứ. Thì đó là một cái ý mà tôi đề xuất các vị học kiểu như vậy. Bây giờ để chuẩn bị thì phải học tiếp các thanh văn thừa. Thanh văn thừa cũng tức là tiểu thừa. Tiểu thừa đối với Đạo Phật là có ba cái thừa quan trọng mà được liệt vào, ta gọi là cái quả ban đầu tiên của cái thanh văn thừa, ta gọi là cái quả dự lưu. Dự lưu là những cái người này được kết nạp vào trong cái hàng danh sách của những bậc thánh nhân, tức là cái quả Tu Đà Hoàng. Thành ra là trong Phật giáo là có ba thừa là được kể là chính thức đứng vào hàng ngũ quan trọng của Đạo Phật, là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Đại Thừa, tức là Bồ Tát Thừa. Còn như Nhân Thừa và Thiên Thừa mà tôi đã trình bày cái lần đầu, cái đó nó thuộc về cái vòng ngoại phàm. Ngoại phàm tức là nó chưa được kết nạp vào cái hàng ngũ của những bậc thánh và hiền. Cũng giống như nhân dân Việt Nam đó, nó có mấy triệu đảng viên được vào đảng Cộng sản, còn bao nhiêu người khác không được vào đảng. Vào đảng mới được dự học những cái điều cốt tủy, đường lối chủ trương rộng rãi và sâu xa của đảng. Còn người ngoại nhân cũng được sống trong xã hội đất nước Việt Nam, nhưng mà những cái sâu xa, những cái cốt lõi để mà cầm nắm dựng mối đà về đất nước đó là, thì những người này không có nghe sâu được, không có điều kiện để nghe sâu, và cũng chẳng có cái người để nói cho mình nghe, mình hiểu kỹ và sâu sắc về những cái bí mật, những cái thâm sâu của đường lối của đất nước. Thì Đạo Phật cũng y như vậy. Chừng nào được cái quả dự Tu Đà Hoàn thì mới đứng vào cái hàng ngũ của tiểu thừa. Mà ngũ tiểu thừa về quả Tu Đà Hoàn là cái quả đầu tiên, gọi là quả nhập lưu, coi như được kết nạp, gọi là nội phàm. Cũng là phàm, phàm phu, nhưng mà nội phàm. Còn như là Nhân Thừa, Thiên Thừa cũng là phàm phu, nhưng mà ngoại phàm. Đại để là về phương diện tương đối tập, ta chia sẻ về đẳng cấp, về cái giá trị giác ngộ giải thoát là như vậy.
các vị hôm đó các vị nghe về cái nguyên do mà nó làm cho con người, hay là nói chung cho cái từ của Phật học là cho tất cả chúng sanh mà luân hồi xoay chuyển mãi trong lục đạo. Trời người Atula, quỷ súc sanh và địa ngục là tham sân si mạng nghi ác kiến. Ác kiến chia làm năm, tầm đó thân kiến, biên kiến, và kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Đó là những cái căn bản để sanh ra mọi thứ phiền não, là nguyên nhân để mà rước, mà lọt ở trong lục đạo luân chuyển sinh tử, mà gọi đó là lục đạo luân hồi. Còn cái người mà học đạo mà ngang tới cái quả thanh văn, mà cái tận cùng của cái thanh văn thừa là cái quả vị A-la-hán đó, thì người ta do học nhận biết được chân lý. Từ cái chỗ nhận biết được chân lý cho nên đã biết được cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý, cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là chơn, cái nào là ngụy, cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là giải thoát, cái nào là triền thuộc, là phiền não vô minh. Do học và nhận thức như vậy cho nên người ta mới diệt trừ được những cái phiền não mà gọi chung là kiến tư hoặc đó. Thì do việc cái kiến tư hoặc là nguyên nhân để sinh ra mọi thứ đau khổ luân hồi trong ba cõi, trong tam giới, trong lục đạo, thì nó không có đau khổ vậy thôi. Giống như tuần trước tôi nhớ tôi có nói, một cái chảo nước đường sôi sùng sục nóng vô cùng mà muốn cho nó nguội đi để múc uống thoải mái lúc nào cũng được, thì phải rút hết lửa củi ở dưới cái đít chảo của cái chảo đường đó. Cái nguyên nhân luân hồi trong lục đạo khổ đau này là kiến tư hoặc, mà biết được kiến tư hoặc là nguyên nhân của lục đạo luân hồi luân chuyển khổ đau, người ta quá giải, người ta dịch từ đó. Thế thì tự nó dịch đi cái nguyên nhân thì cái quả nó không có. Đó là cái cách cũng gọi là chứng minh đó, là nó như vậy. Rồi bây giờ tôi nói tới cái quả quả là hóm như nào. Quả là hóm là quả gì? A-la-hán người ta dịch nó có ba nghĩa, là ứng cúng. Nghĩa thứ nhất là ứng cúng, nghĩa thứ hai là sát tặc, nghĩa thứ ba là vô sanh. Cái nghĩa sát tặc, chứ tặc là giặc. Tất cả những cái tham sân si mạng nghi, thân kiến, biên kiến, và kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, gọi chung là kiến tư hoặc đấy. Đối với đạo Phật phải gọi nó là giặc đấy. Nó là cái loại phiền não tặc, nó là những cái loại giặc phiền não. Vì giặc ở bên ngoài, giặc cướp ở bên ngoài, nó có thể cướp đất, cướp nước, cướp tài sản, cướp sinh mạng của mọi người. Thì những cái loại như vậy gọi đó là những cái loại giặc, quân giặc. Còn tham sân si mạng nghi ác kiến là những cái loại đó, nó cướp tất cả những cái công đức lành, nó cướp mất đi sự an vui, sự giải thoát, sự hạnh phúc của con người. Vì vậy mà kiến tư hoặc tham sân si mạng nghi, những cái thứ đó gọi đó là tặc, là những cái tên giặc cướp đi
hạnh phúc, an vui và phước đức trí tuệ. Thế thì thành A Lão là cái chữ A Lão là phải có cái nghĩa sắc đặc. Vì vậy cho nên đệ tử Phật chúng ta trên bước đường tu hành là chúng ta luôn luôn là phải để chúng ta là người chiến sĩ đi giết những cái giặc phiền não. Người nào giết được giặc nhiều thì người đó được công lớn đối với đất nước, phong tặng quân chương cấp 1, hạng 1, hạng 2, hạng 3. Những quân chương cao nhất là do người giết giặc được nhiều nhất. Còn huy chương bằng khen là những người giết giặc ít hơn. Thế thì là trên cái phương diện là làm một người đệ tử Phật là người chiến sĩ giết giặc phiền não cũng vậy. Người nào mà triệt tiêu được tham sân si mạng nghi ác kiến, thân kiến, biên kiến và kiến hộ giới cấm thủ, kiến từ quật này, mà giết được toàn bộ, coi như đánh toàn thắng, thì thành tựu được cái quả vị là A La Hán, là người sát đặc đệ nhất. Do vậy mà được cái công lao cộng thưởng là cái địa vị thứ hai, cái tên thứ hai là ứng cúng. Ứng cúng là được người cúng dường, trời cúng dường. Vì người cúng dường cái người này, trời cúng dường cái người này sẽ lãnh hội được cái lời giáo hóa do cái kinh nghiệm bản thân của vị đó đã từng là chiến sĩ sát đặc dạy dỗ cho, truyền đạt cho cái phương cách giết giặc phiền não như thế này, như thế kia, như thế nọ để đem lại thành công mà người đó đã làm nên sự nghiệp rồi. Vì vậy cho nên là chỉ ứng cúng có nghĩa là người và trời cần phải cúng dường những bậc A La Hán để mà thọ giáo, mà học lấy cái kinh nghiệm trên cái bước đường giết giặc quyền não để tiến tới cái thành đô Bồ Đề Niết Bàn Phật. Do vậy nên chữ A La Hán có nghĩa là sắc đặc và ứng cúng, hai nghĩa đó đó. Ứng cúng là được người và trời cúng dường. Nhưng mà nói là nói cho rõ, người và trời cúng dường để mà thọ giáo, để mà học lấy những cái kinh nghiệm bản thân mà người đó đã từng lăn lóc trong chiến trường và thành công rực rỡ, phải học theo cái chiến thuật, cái chiến lược mà người chiến sĩ đã làm và đã thành công, đã vận dụng và đã thành công. Chứ không phải ứng cúng là để cúng cho mình lại rồi thôi đâu nha. Cúng bất cứ là cúng cho ai, cúng rồi lại rồi thôi đó. Thì Đạo Phật không có dạy cái kiểu cúng như vậy đâu. Ứng cúng để mà thọ giáo, để mà học hành, để làm theo. Tôi nhắc tới nhắc luôn những cái điều đó, đó là vì cái quân tập lâu đời của người Phật tử, gọi là Phật tử mà trong cái bước đường học đạo á, không có cái điều kiện, không có môi trường để học kỹ về chánh pháp, cho nên tự nhận mình là cái người có đạo, tin trời, tin quỷ thần, trong đó có tin Phật. Mà cái tin Phật thì không có hiểu gì bao nhiêu kinh điển hết, thậm chí không có học gì hết. Còn có 90-95% là tin trời, tin quỷ thần, với cái kiểu mà tin thần quyền, tin những đấng siêu nhân siêu nhiên có quyền ban phước, có quyền giáo họa. Do vậy mà đa số mắc phải ở trong cái vòng tín ngưỡng
mà không có vận dụng lý trí. Cho nên cái việc cúng và cái việc lại đó nó thâm sâu, thâm căn cố đế trong lòng của những người tự nhận là Phật tử mà chưa có điều kiện học Phật là đều là như vậy hết. Cho nên tôi nhấn mạnh cái chỗ này là để nói với toàn thể đại chúng là ứng cúng, là những vị A La Hán là người ứng cúng, là cúng dường những vị đó để mà cầu học những vị đó qua cái kinh nghiệm trên con đường chiến đấu diệt giặc phiền não của họ mà họ truyền đạt cho mình, rồi mình làm theo, mình cũng trở thành người chiến sĩ liệt oanh như vậy để cũng chiến đấu phiền não vô minh, để rồi mình cũng trở thành người sát tặc, người ứng cúng như vậy, chứ không phải lại lục cầu nguyện danh sinh ở nơi cái người có phước đức mà họ cho phước đức mình. Chỗ đó là cái chỗ khó lắm, nó hoài mà cũng dễ gì thâm nhập. Cái nghĩa thứ ba của cái chữ A-la-hán là vô sanh, là cái nghĩa vô sanh, nghĩa là cái người này học chánh pháp, hành chánh pháp, tư duy chánh pháp, quán triệt được cái giáo lý Phật dạy là vạn pháp bất sanh và bất diệt. Chữ vô cũng như chữ bất, vô sanh cũng như bất sanh, bất sanh bất diệt, ta nghe nó dễ hiểu hơn là vô sanh vô diệt, chứ nó cũng giống như vậy. Quả là hóa thì dịch nghĩa thứ ba là vô sanh. Người này nhận thức được cái chân lý rằng là vạn pháp vô sanh, nghĩa là vạn pháp sanh, không có thật sanh. Vạn pháp diệt, không có thật diệt. Mà sự sanh diệt của vạn pháp y như những đợt sóng mòi bong bóng bọt, sanh diệt diệt sanh, những cái hữu cùng luôn luôn là sanh diệt diệt sanh trên cái bản thể của nước biển phẳng lặng vô cùng. Do đó cho nên sanh không có gọi là thật sanh, mà nó tan biến, sóng mòi tan biến bất cứ lúc nào, phẳng lặng hoàn toàn khi điều kiện, không có điều kiện gió. Và khi mà nó vắng lặng gọi là diệt, không có thật diệt, chẳng qua là hiện tượng trở về thể nhập với bản thể. Do cái chỗ mà nhận thức được vạn pháp không thật sanh, không thật diệt, cho nên cái người A-la-hán á, cái tâm đắc mà là quan trọng của họ là cái vấn đề phá trừ được cái ngã chấp. Họ không có chấp ngã nữa, họ thấy được cái sự sanh diệt, diệt sanh của các pháp là không thật sanh, cho nên diệt cũng không có thật diệt, cho nên là vấn đề sống chết họ không có sợ sệt hãi hùng, vì biết rõ rằng nó là những cái hữu cùng, nó ẩn chìm, nổi chìm ẩn hiện trên cái mặt biển vô cùng vậy thôi. Đó, cho nên là ta có cái tự tại, ta được tự tại là nhờ nhận thức được vạn pháp là vô sanh. Cho nên chúng ta bây giờ cố gắng mà nhận thức được cái đó thì chúng ta mới có thể có an lạc thật sự. Chứ nếu mà chúng ta không nhận thức được cái chân lý vạn pháp vô sanh thì chắc chắn là cái ý niệm chấp ngã muôn đời vẫn còn, chấp pháp muôn đời vẫn còn. Mà cái ý niệm chấp ngã chấp pháp mà nó còn khư khư thì không có cái cách nào để được giải thoát, nghĩa là không có niết bàn bao giờ.
mà cái ý niệm thức ngã chấp pháp mà khư khư mà còn nguyên trên đường tu hành, thì lẽ tất nhiên là cái bồ đề cũng không hề có. Bồ đề tức là cái đỉnh cao của trí tuệ. Bởi vì nếu mà người đã có trí tuệ thì cái người này đã nhận thức được cái chân lý là lòng vô ngã vô pháp rồi, hoặc là nhận thức trọn vẹn, hoặc là nhận thức 50, 70, 80, 90% tùy theo đó mà có sự an lạc, sự giải thoát. Nhưng mà nếu mà ngã pháp còn nguyên, ý niệm chấp mắt còn nguyên, thì coi như là cái việc mà gọi là tu hành của mình giàu có trang nghiêm, giàu có cung kính, giàu có lại lục, giàu có sùng kính thế nào, cái kết quả không có gì hết. Vì giáo lý của đạo Phật, đạo Phật xuất hiện ở đời không phải để cho người ta lại lục, cầu nguyện và van xin. Các hàng đệ tử Phật cũng như nãy vừa nói, chỉ là người sát tật, chỉ là người nhận thức được dạng pháp vô sanh. Do vậy mà ứng cúng là để cho chúng sanh làm cái cơ sở phước điền để truyền đạt những cái phương pháp giải thoát giác ngộ cho chúng sanh, chứ không phải là cái người để cho mọi người cung kính, để lại lục, để mà phù hộ đâu. Cái chữ phù hộ trong đạo Phật không có. Cầu mong cho thánh này thần kia phù hộ đó, cái chữ đó không có. Thật sự đạo Phật không có, mà là của cái đạo khác, của cái tư tưởng của những cái tôn giáo như đạo giáo bình dân, mà ta tin ở đây cái thế lực của tha nhân, thành ra nó quen đi là gian giái khấn cầu là cầu cho phù hộ. Cái đạo Phật là không có chữ đó. Đạo Phật là cái bằng nhất thiết chi Phật sở hội niệm, chẳng hạn như kinh Di Đà hay gọi là kinh nhất thiết chi Phật sở hội niệm. Nhân đó tôi nhắc cái chữ đó Phật tử để ý thôi nha. Cái kinh Di Đà đó, hằng hà sa số chư Phật các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành Phật ngôn nhữ đẳng chúng sanh đường tính thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Tất cả chúng sanh đều nên khen ngợi xưng tán cái kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Kinh Di Đà đó nó có cái tên khác rồi vậy đó, kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Có nghĩa là người nào mà tu hành mà niệm Phật mà chuyên tâm thanh tịnh rồi á, thì là tất cả chư Phật, được tất cả chư Phật hộ niệm. Là vì sao vậy? Là vì cái niệm Phật mà chuyên tâm mà hoàn toàn thanh tịnh rồi đó, không còn phiền não vô minh á, thì cái tâm thanh tịnh của mình cùng với cái tâm thanh tịnh của chư Phật mười phương là một thứ. Nó giống như là cái ngọn đèn này là một ngọn đèn, mà tất cả ngọn đèn khác sẵn có rồi mà trang bị cái thân phu và cái bóng đèn giống nhau đều là tốt hết rồi, thì tất cả nhận một lần dây điện một công tắc thôi thì tất cả đèn đều sáng bừng ra trong cái nhà này, nó hòa tan chung hợp với nhau mà không còn có ranh giới. Cho nên là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm là vậy đó. Cái kinh A Di Đà, người nào mà tu theo nó mà nhất tâm niệm Phật thanh định rồi là được tất cả chư Phật trong mười phương đều hộ niệm. Nói hộ niệm chứ không phải là các Phật đi nghe rồi biết rồi tụ lại mà hộ niệm cho mình đâu. Nhưng mà cái tâm thanh tịnh của chư Phật mười phương cùng với cái tâm thanh tịnh của mình y như là cái bóng đèn này, ánh sáng của đèn này là 1000 bóng, mà nếu bóng nào cũng đều trong, đều sáng, đều mạnh, đều giống nhau, ấn nút một câu cắt một ở chỗ cái cầu giao chết đấy,
là tất cả bóng đèn trái một lượt một và ánh sáng hòa chung mà đâu ai phân cách riêng ra được. Hội niệm của Phật là hội niệm kiểu đó đó, tâm mình và tâm Phật là một thứ, là đương nhiên là nó thành cái hộ, gọi là hội niệm. Và đem đèn cứ để đây, cứ bấm con tắt, bấm 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 1000 bấm thì 1000 ánh sáng đó đố ai phân tách riêng ra được. Tâm thanh tịnh rồi thì mười phương chư Phật hộ niệm cũng y như vậy. Đem 1 tỷ bấm đóng cầu giao lên một lượt, mở con tắt cho sẵn đóng cầu giao một lượt thì 1 tỷ cái ánh sáng, ánh sáng của 1 tỷ cái đèn hòa tan chung trong một cái vùng mênh mông mà đâu ai phân tách ra được. Nghĩa là tâm ta và tâm Phật là một tâm. Do vậy mà nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Người nào tu hành theo cái đó là được nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, bằng cái kiểu tâm ta và tâm Phật dung hòa nhau. Do vậy mà có những vị tiền bối đó, ta gọi là niệm Phật là niệm tâm, mà niệm tâm tức là niệm Phật. Niệm Phật là niệm cái tâm thanh tịnh của mình, mà niệm được cái đó cho nó thành, trở thành thanh tịnh là cái đó tức là niệm Phật đó. Cho nên là bữa hổm mà tôi đi thăm một bà Phật tử, cũng có việc tình cờ, bà hỏi tôi cái phương pháp tu nào mà thành công hữu hiệu, niệm Phật nào. Thì tôi thì nói là nói thẳng thôi, nói theo ý của mình. Tôi nói niệm Phật nào cũng được, Phật Di Đà cũng được, Thích Ca cũng được, Dược Sư Lưu Ly cũng được, Tỳ Sáp Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Hô, Câu Na Hàm Mô Ni, tên Phật mà các vị đã từng nghe biết trong kinh Tam Thiên Phật 3000 hiệu Phật mà các vị đọc, thì muốn niệm Phật nào công đức giá trị cũng bằng nhau. Nhưng mà điều cái niệm như vậy đó, nó không có cái công đức lớn lao, cái lợi lớn đâu. Cho nên đừng có lựa cái tên Phật mà niệm, không có cái tên ông nào trúng hết á. Tôi nói ví dụ như mình niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, thì cách đây 25 năm có trước tôi nói niệm A Di Đà Phật là sai, mà phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mới trúng. Vậy thì chẳng lẽ cả ngàn năm nay mình niệm A-di-đà-phật như là tức lắc hết rồi sao? Còn phải niệm A-mi mới trúng hay sao? Rồi bây giờ cái vị này đề xuất là niệm Nam-mô A-mi mới trúng. Vậy thì mấy cái ông người qua đó niệm Nam-mô A-mi-tờ-a-mi-tờ-phù, A-mi-tờ-phù tức là Phật A-di-đà-phật, Nam-mô A-mi-tà-phật. Thế thì là ông Phật ông biết đường đâu ông nghe. Cho nên niệm tên nào cũng được, mà không có tên nào trúng Phật hết. Cũng được là tại sao cũng được, không trúng mà cũng được là sao? Tôi nói các nghĩa, tôi nói ví dụ như bây giờ ở đây là nó 10 món đồ để trước mặt này, 20 món, 100 món. Mà nếu mà cái người mà quan sát, mà nghĩa là quan sát mà lướt qua cái 100 món vậy, thì không có cái nào mà mình thấy rõ, biết rõ được hết. Mà cái tâm của mình cũng không có chú ý cái nào ở trọi trơn. Thế thì mình đánh giá cái giá trị của cái nghệ thuật, cái công dụng của cái đồ vật đó không có rõ ràng, vì cái tâm mình phân tâm và tán loạn mà. Thế thì là bây giờ ví dụ như mình nói giờ mình ra một cửa hàng mở là cái bằng là
mấy cái shop đó, ha, cửa hàng bán đủ thứ vật. Mà nếu mình nhìn cả trăm món đồ thì mình thật sự mình có mua được cái nào mà tốt đẹp gì. Mà nếu như mình nói mình muốn mua cái bình thủy, bình thủy trong đầu mình, nó rời tâm tâm mình mua cái bình thủy, thì chắc chắn là cái bình thủy đó là lựa thứ hạng nhất rồi. Để chi? Cho nên niệm Phật để chi? Để là cốt, là nó nhớ lung tung lang thang, ta gọi là tán loạn, tinh thần tán loạn. Thì bây giờ muốn nó tập trung, bây giờ đây này nói cái đây, bây giờ bà nó cứ nhìn đâu đấy, cái ly, để cho nó bỏ đi cả mấy chục cái khác ở trên cái bàn này. Đó là cái phương tiện để ta gom vào lại chỗ cái ly mà thôi. Cho nên gọi là cái ly nó cũng tập trung được. Mà nhìn như bên đây nó là bình bông, thì nó cũng quên hết mấy chục cái kia mà nó tập trung lại cái bình bông. Thế thì là cái công việc mình niệm danh hiệu Phật đều có lợi ích, mà lợi ích cái ngang với cái cỡ là để nó bỏ đi 99 cái khác, mà chuyên chú tư duy cần một cái mà mình đang cần, để mình cổ cái tâm mình vậy thôi. Do vậy cho nên niệm Phật nào, danh hiệu nào cũng được. Nhưng mà không có danh hiệu Phật nào là trúng như danh hiệu Phật thiệt hết. Nó là cái phương tiện để cổ cái tâm mình, để cho nó trú, để nó an, để mà xóa đi cái phiền não vô minh mà mình hàng ngày mà mình chạy theo nó, thông qua cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thông qua cái tham sân si mạn nghi ác kiến phẫn hận thú não tật xa, nó lung tung như vậy, nó quên hành mình như vậy. Bây giờ mình đưa nó vào một câu niệm Phật, cái ý nghĩa của nó là vậy. Do vậy cho nên tôi cho rằng bà đừng có hỏi tôi niệm Phật nào, tôi không muốn bà niệm Phật nào đó. Mà tiền bối người ta nói niệm Phật là niệm tâm niệm Phật, tham thiền là tham tánh, tánh tham thiền, có nghĩa là tham thiền là tham cái tự tánh thanh tịnh của mình. Mà cái người nào mà tham tự tánh thanh tịnh của mình mà thấy được cái tự tánh của mình vốn là thanh tịnh chứ không có vô minh phiền não, rồi mình sống đúng sớm hợp với cái tự tánh thanh tịnh đó là người chứng thiền. Niệm Phật là niệm cái tâm thanh tịnh, gọi là cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú mà trụ được ở nơi đó, đó là niệm tâm, đó tức là niệm Phật. Vậy bây giờ tôi nói một cái khác cho bà dễ hiểu hơn nữa, là bà khỏi cần nhớ tới niệm Phật niệm tâm dễ thải, bà nhớ một việc, một cái từ gọn là cái bằng như nguyễn tam ma đề. Chứ tam ma đề ta dịch là chánh định hay là chánh quán. Như quyển nghĩa là bà để cái tâm luôn luôn trong ngày đêm đời sống của bà nhìn sự vật hiện tượng từ người cho tới cảnh vật đều không có chân thật, không bền chắc. Cho nên tập xem nó nhẹ, xem thường, xem khinh, xem dễ dàng, đừng có thắc mắc với một việc gì. Hiện giờ tôi biết bà đang khổ sở vì con chứ gì. Thì tôi xin nhắc rằng tất cả những cái hiểu biết khôn ngoan của người cha mẹ đem dạy cho con, điều đó là đúng. Nhưng mà con nó nghe con thì cha mẹ bằng lòng, mà cũng tin tưởng rằng cái lời cha mẹ dạy để sau này cho con cái nó nên người, nên sự nghiệp. Mà nếu nó nghe được 50% cũng an ủi, mà nó nghe 30% sau này nay nào thì cái lỗ lã đó tự của nó làm, nó chịu mà thôi, đừng đau khổ vì nó. Cổ nhân người ta nói nhi tôn tự hữu, nhi tôn phước mạt bả, nhi tôn tác mã ngu. Con cháu tự nó có cái phước của nó, đừng vì nó mà làm trâu ngựa để mà hy vọng và gánh vác trọn cuộc đời cho nó. Cho nên dạy con được thì cũng mừng, mà dạy nó không nghe thì coi nhẹ coi thường,
và tự nhớ rằng ta năm nay 70 tuổi. Nếu các ngươi mà thành tựu nên người tốt đẹp thì ta cũng sống một vài ba bốn năm. Cho 10 năm là tối đa nữa cũng được, cũng là khó đấy. Nhưng mà nếu các ngươi mà làm có tác bại lắm thì là có nghèo đi nữa, là với một ngày mà ăn một chén rưỡi cơm này á, cái tiền của mà hiện giờ bà đang nhấn nhúc đó dư sức để bà ăn một ngày nữa chén cơm, sống cho tới 5, 3, 5, 10 năm. Thí dụ là chuyện gì mà phải đau khổ những cái sự dạy dỗ mà nó không nghe, thí dụ vậy. Do vậy cho nên nói cho con cái phải nhẹ nhàng, đừng có thèm giận, đừng có thèm buồn, đừng có thèm lo lắng gì tương lai của nó. Đến sự nghiệp này ta gần chết tới nơi rồi, cái nhà của ta ở vừa mới làm lại không có dột, cho nên không bao giờ lo lắng sợ sệt gì cái sự nghiệp nó nữa. Thế thì là cứ cởi mở tâm hồn, coi như sống chơi thoải mái bình thường, xem khinh tất cả, xem nhẹ tất cả, và sẽ có an lạc. Đó là cái cách của tôi nói như vậy. Bởi vì tôi truy nguyên cái cuộc đời, băng này hết rồi, của tất cả chúng ta nói chung là của nhân loại. Tôi không biết được bao nhiêu người mà tư duy về vấn đề đó. Thật sự ra cái nguyên nhân mà nó làm cho người ta khó, chưa một lúc nào yên dòng suy nghĩ của tâm ta, như sóng biển lớp này đùa lớp khác. Biển dù rộng mênh mông bát ngát, vẫn có một bến bờ yên tĩnh bao la. Hãy biết bước qua đầu ngọn sóng, bước qua chao đảo tâm mình, bỏ lại đêm dài hướng đến bình minh. Ơi những con sóng dập dồn không ngớt, khi vào đến bờ trải trên mặt cát, sẽ cảm nhận đời bọt nước phù du. Nhìn mây trắng bay ngang trên mình thật vô tư, sẽ tìm thấy cho mình nẻo về cõi tình. Ánh trăng nhẹ chiếu trên đỉnh đầu, sau cơn mưa đổ trong bầu không gian, kiếp người tựa cơn sóng khơi, tâm ta chẳng khác biển khơi muôn trùng. Từng cơn sóng bão mịt mù như bao nghiệp dữ muôn trùng bủa vây. Sóng cao, sóng cao là nghiệp đang xây, tưởng thân khẩu ý đang gây trong đời. Tìm vào cõi tình thênh thang, không còn tham hơn si mê, cõi đời ta gắng tu tâm tiến thân giải thoát vô dư niết bàn. Muốn mau vượt thoát cõi luân hồi, tâm ta như anh trăng dầm sáng soi, tìm vào cõi tình an vui, tâm ta định tĩnh niết bàn không xa.
từng cơn giông bão mịt mù, như bao nghiệp dữ muốn trùng bùa vây. Sóng cao là nghiệp đang xây, tưởng thân khẩu ý đang gây trong đời. Tìm vào cõi tình thênh thang, không còn tham ái giận hờn si mê. Thoát cõi luân hồi, tâm ta như ánh trăng dòng sáng soi. Tìm vào cõi tình an vui, tâm ta định tĩnh niết bàn không xa. Tìm vào cõi tình an vui, tâm ta định tĩnh niết bàn.